Với thơ thì ở những tập đầu tiên, cái khả năng của bạn lại là được bộc lộ một cách rõ rệt nhất. Ai cũng nhận thấy là thơ là một người nổi bật lên hoàn toàn. Thử thách đầu tiên là làm một cái fashion lookbook. Vì đó, thời trang cũng là một cái đam mê rất là lớn của thơ và quay phim về cái thời trang đó là một cái nhiệt tình mà thơ có sẵn. Thử thách của các bạn mà thử thách đây Alex không thấy là một cái challenge một tí nào, tại vì làm việc chung với nhau được thì sẽ rất là khó. Dạ đúng rồi. Alex hiểu là mỗi tuần sẽ có một người sẽ bị loại. Cái đó là không chỉ cần nhóm mình thôi. Yeah. Là tốt. Anh mà mở hàng chắc chắn sẽ đắt. Dạ. Không, nhưng mà cái này á là mua tại vì mua để ủng hộ, mua cho con anh, để con anh tặng cho các bạn ở trong lớp á, thì là mình mua để mình tặng cho con, để con mang theo bạn bè đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Thì em giống like vậy, có like không? Ok, thank you. Hết tiền. sinh viên thôi, tụi em. Khách du lịch, tourist. Qua đó đâu, tourist gì hết trơn á. Đang ở sao đấy hả? Đó. Bao giờ? Mày mà sao giờ? Không, đề mua. Đội mình cũng đến, cũng cố gắng đến phút cuối luôn. Rồi ai cũng như ai thôi, ai cũng phải chạy, ai cũng phải bán hết sức mình thôi. Ngay cả em bé cũng phải bị, cũng phải dụ để mà bán cho nữa, chứ không phải là mình không có từ nang ai cả. Là cực và vui mà mọi người vẫn hòa đồng, vẫn vui vẻ với nhau và bán được nhiều thì một cái cảm giác, nói chung là một cái trải nghiệm lâu rồi mình chưa có. Đội Tuấn Anh. Đội có leader trẻ tuổi nhất Quỳnh Như. Quá. Hôm nay đội thôi giành chiến thắng. Và cái chiến thắng này cũng rất là khác sao. Có những nhận định cho rằng là bạn đã bung sức của mình ra quá sớm. Vậy bạn nghĩ sao về cái nhận định này? Cái luật của thử thách lần này là tạo ra một cái viral video. Chúng tôi sẽ quay cái video của mình bằng cái điện thoại. À, cái cận trước là nó mới nói với cái này là người ra nguyên đám này. Mặt mình nó bị thẳng thốt anh chứ không phải nó. Tụi em có bệnh diễn viên chuyên nghiệp đâu. Ủa, xin lỗi em, biên tập đi chỗ khác. Mà biên tập chưa nhiên quá à, tự nhiên cười mà tôi đang diễn. Chắc chắn là tự tin rồi chứ. Nói thiệt luôn là mệt hơn so với cái challenge đầu tiên luôn á. Tại vì mình chạy nhiều venue á. Với lại bữa nay là không có provide cho mình đạo diễn, không có provide cho mình đồ, không có gì hết á. Cheers! Chiến thắng. Chiến thắng. Tập 1 thì anh cứ nghĩ là chắc là anh hoặc là Lan vào trong vai các vòng nguy hiểm rồi. Tại mấy người kia nổi quá mà cãi nhau nên nổi quá mà. Anh có làm gì đâu. Anh với Lan đâu có làm gì đâu. Ở phía bên sau không mà. Em tưởng mình thua rồi. Em ở nhà em tập trước là mình sẽ mặc đồ gì, mình đứng lên mình sẽ nói cái gì, với ban giám khảo mình chia tay như thế nào. The winner this evening is Chi Hu's team. Có lẽ là chưa được trải nghiệm cái cảm giác của đội thua. Thôi cảm thấy tôi học được một cái bài học là tại vì đội mình quá tự tin, quá chủ quan. Những cái chặng đường mình làm chung với nhau, ai cũng cố gắng hết sức và ai cũng thể hiện tất cả những khả năng để mà giúp cho đồng đội cùng vượt qua. Thì cái cảm xúc lúc đó của em nói chung là mình bị áp lực lắm. Lúc mà làm đội trưởng, cái tư thế là sẵn sàng là mình sẽ là người chịu trách nhiệm và mình sẽ là người ra đi. Có một cái thử thách làm cho Thơ cảm thấy rất buồn ngày hôm đó, đó chính là thử thách của CGV. Mình đánh giá cái kế hoạch của mình và cái chiến lược của mình rất tốt. Tuy nhiên, mình chọn cái hướng đi, cái chiến lược cho đội lại sai. Và cái đó, ngày hôm đó, Trang là người phải ra đi. Nhớ lời nói đầu mình gặp nhau mà đúng không? Không phải là tập 1 thì là được rồi, mình đi xa rồi em. Mình đi về từ xa rồi. Trang khóc rất là nhiều và làm cho Thơ không biết dùng từ gì để diễn tả. Có một cái, mình cảm giác như có một cái cảm giác đè nặng lên mình. Bởi vì có cảm giác như mình là người gây ra cái lỗi đó. Bởi vì hôm đó Thơ cảm thấy rất là tiếc, rất là nhiều. Mỗi ngày Thơ học được thêm một cái bài học là khi mà đi vào một cái chiến dịch nào đó, mình cần phải làm nghiên cứu cho thật kỹ và bản thân Thơ không được dựa dẫm vào người khác và phải tự mình tìm hiểu. Còn Hữu thì có một cái điều rất là đặc biệt, đấy là những tập đầu thì bạn khá là mờ nhạt. Xin lỗi vì phải nói ra điều này nhưng mà đấy là mọi người nhìn thấy như vậy. Thật sự thì nhảy dưới mưa rồi nó cũng gọi là phóng khoáng. Thôi vậy đi, đang mặc áo bình thường ngay. Cởi ra.
mình đang nãy giờ tại vì mình đang theo cái hướng hoặc là mình có thể đi theo cái hướng là mình bị cuốn hút chứ mình có thể mình đang cuốn hút mình không tại vì mình không nói ra cái ý là tại sao nếu mà mình be yourself không thì mình thật em nói thiệt em be yourself thì em đâu thích cái nghề hội tuần phố. Thật ra là mình kéo cái nhãn hàng này đến Việt Nam cũng không có nhiều kinh nghiệm về làm video clip hay là tạo một cái nội dung, bởi thật sự sáng tạo không phải là một cái gì đó thế mạnh của Hổ. Lúc đó trong đầu không có nghĩ ra một cái ý tưởng gì đó hết thì cũng hơi bối rối một chút. Ai chở anh quay theo trời ơi đó là overtime. Nói chung là mục đích của tụi anh là tới cuối ngày là bán hết tất cả những gì có rồi anh sẽ mặc cái gì chỉ trong một thời gian ngắn và đặc biệt những cái anh chị mà các cổ động viên mua vé rất là hào hứng để đi xem cái chương trình hiện tại xin gom bỏ đi bỏ sao tự nhiên đi đâu vậy. Chào bạn, hiện tại là tụi mình đang bán vé cho chương trình ủng hộ đội tuyển bóng rổ của Việt Nam mình á. Thì mình rất mong muốn là có nhiều các cổ động viên của Việt Nam đến cùng chia sẻ cái tinh thần Việt Nam của mình. Xin lỗi em, mình bận. Rồi, cảm ơn bạn. Thật sự thì phải nói sale á, ngoại trừ cái kỹ năng và những cái nguyên tắc cơ bản để mà là một người sale thì khi mà bạn bán hàng cái đó còn tùy thuộc thêm vào một cái duyên của người bán nữa. Càng về sau thì cái cá tính cũng như là sự cố gắng của bạn càng được ghi nhận và càng ngày bạn càng nổi trội. Vậy thì đó có phải là một chiến thuật của bạn hay không? Thì Hữu làm không phải là một người thích nói nhiều. Hữu chỉ nói những cái điều thật sự cần thiết. Phần này ở chỗ đó là phần. Nếu như vậy là nó đánh vào cái vụ cash và thẻ rồi. Đi dạ, ra dạ, cái không ý sao đây chị. Không phải là chú ý vào cái sự phân biệt. Không anh hiểu cái gì đó. Để giờ mình nói nè. Giả sử như khi mà mình nhìn vô cái app đó mình thấy tao còn có thiếu có 10 điểm nữa để tao nhận rồi, được mà cái món quà các chị cũng là cái idea thử vậy. Tức là có thể là một người hai người xài thẻ xong sau đó tự nhiên người móc ra một đống tiền xong rớt ta 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 tập. Em muốn làm ngược lại. No, cái đó không có. Cái thử thách này khó nhất ở cái chỗ là bạn phải quản lý tất cả những cái thành viên trong nhóm của bạn để mà họ làm việc một cách thật là hiệu quả. Bên đội chiến thắng vì cái kế hoạch của bên Hữu nó rõ ràng và nó thực tế, nó cụ thể hơn so với đội bạn. Thật sự là Hữu thắng liên tục 5 trận, cảm giác rất là hào hứng. Các bạn có thể thấy rất là nhiều bạn có những bạn có rất nhiều ý tưởng để các bạn đưa ra, nhưng mà bên cạnh đó các bạn Hữu nghĩ là có nhiều bạn cần phải chậm lại 1-2 giây để mà các bạn định hình được cái ý tưởng đó nó thật sự nó có đạt được mục đích và nó đạt đi đúng hướng hay không. Nên đó là vì sao các bạn thấy Hữu có vẻ hơi trầm tính hơn so với những cái bạn khác. Vậy Thơ thì sao? Có bao giờ mà bạn cảm thấy là mình sẽ là người thua cuộc ở tập này? Và khi mà không phải thua cuộc thì bạn có thấy là bạn quá may mắn không? Nếu mà nói đến cái sự may mắn, bản thân em khi mà làm một cái quyết định gì đó nó có một cái sự tính toán kỹ lưỡng. Đội của em thua cũng không phải là bởi vì thua, là vì một cái gì đó nó quá sai lầm. Đến thời điểm bây giờ thôi vẫn nghĩ thử thách yếu nhất đó là thử thách về Grab Taxi. Cái thử thách lần này nó khó khăn hơn là bởi vì cái đối tượng khách hàng của mình họ không chỉ là chỉ có tiền mà có thể mua được sản phẩm, mà họ phải có iPhone, họ phải có smartphone. Để mà có thể hoàn thành được cái thử thách thôi cũng không có nhiều cái chiến lược để mà đóng góp cho đội. Riêng cái thử thách đó thì thôi lắng nghe nhiều hơn. Cái kết quả là nhóm của mình thua. Theo mình nghĩ là cái chiến lược của bên mình nó tốt về lâu về dài. Mệt. Tập bao phổ. Này em để tóc qua bên. Thua 4 tập. Thật ra là Thơ thua cũng khá nhiều thử thách. Mỗi ngày Thơ học được thêm một cái bài học là khi mà đi vào một cái chiến dịch nào đó mình cần phải làm nghiên cứu cho thật kỹ và bản thân Thơ không được dựa dẫm vào người khác và phải tự mình tìm hiểu. Cũng như là cái cách kiềm chế lại cái tôi của mình. Tại vì Thơ là người có những cái thay đổi vào phút cuối. Hiếu thì sao? Bạn là một người rất là an toàn từ đầu đến cuối. Nhưng mà có bao giờ mà bạn cảm thấy mình yếu kém ở trong một tập nào đó của Overtime không? Thì đó là cái tập mà Gian TV. Em nghiên cứu đó có cách nào mà... Có rất là nhiều lúc khi mà Hữu phải bối rối. Có những bài tập thì ngay từ ban đầu khi mà đọc đề bài thì trong đầu Hữu hoàn toàn trống rỗng và mình chưa có định hình được là mình sẽ bắt đầu từ đâu cái tiếp gì đó mà trong thường thức hàng ngày thôi. Thì tụi mình đang nhắm đến là mình sử dụng cà rốt. Cà rốt ngoài ra nó còn có công dụng giúp làm trắng răng và cho răng nó chắc nữa. Bối cảnh ở ngoài là một cái phòng ngủ. Thì không biết là Linh có đồ ngủ đem theo không? Dạ không. Đồ ngủ Lan nó có sắc sexy đâu. Không, em mặc đồ áo thun đi ngủ không mà. Mình không muốn được, không được, nó quá phản cảm. Áo sơ mi trắng. Áo sơ mi trắng. Không, cho nó mặc quần ở dưới nhưng mà áo sơ mi trắng phủ ở dưới này. Áo sơ mi trắng dài, dài khổ. Đến thời điểm này thì mình Hữu vẫn không cảm thấy là mình đang đi sai lắm mà mình đang đi đúng hướng, chỉ một theo một cái hướng hoàn toàn khác so với đội bạn. Chúc mừng đội bạn Chí Hữu chiến thắng trong thử thách lần này. Em được giữ.
thật sự là cái thử thách này, thật sự là mình không phải là vì cái việc thắng thua mà mình cũng muốn chứng tỏ cho các bạn biết là nếu mà mình thắng trong cái thử thách này thì mình không nghĩ là những cái người mà có kinh nghiệm làm việc sẽ tốt hơn đối với những người mà chưa có kinh nghiệm. Nếu mà mình chịu bứt phá ra khỏi cái vấn đề đó mà mình chấp nhận, mình đào sâu với nó thì mình vẫn có thể làm được. Và cho đến từ đầu đến cuối mình vẫn làm, đang làm một cái mình làm. Cho dù nó có hay, nó có dở, nó có thắng, nó có thua, cái mình chọn. Nói chung là em thật sự là cái tập này nói chung là em rất là bất ngờ. Bất ngờ vì mọi người thấy rõ ràng là cái lúc mà về những clip mình vẫn bất ngờ, khi mà bị bên kia họ tác động quá thì cũng em rất là chùn bước luôn. Nhưng mà tại vì đây cũng chị nghĩ đây là lần đầu tiên, cũng như là đang phải đích thân lên cả ID là sáng tạo chắc sau, thật sự, chắc sau tập này chắc sau chương trình em bỏ nghề. Thật sự em biết Lan khi mà coi video của em giờ xong rồi Lan phấn phấn loạn luôn. Thì Hữu nghĩ nếu mà trong trường hợp cái bài hôm đó mà đội Hữu thua thì Hữu là người xứng đáng, bởi phải ra về mình là đội trưởng, mình không làm tốt cái trách nhiệm của mình không thể để cho nó cái công việc nó hoàn thiện trong bất kỳ một cái bài tập nào thì mình cũng phải cố gắng hết sức. Cái thứ nhất, nếu mà mình là người lãnh đạo thì mình phải đảm bảo cho team của mình, ngoài cái trách nhiệm bản thân mình không có bị vào vòng nguy hiểm, thì tất cả các thành viên trong tập đó cũng phải không vào vòng nguy hiểm, là làm sao cho cái team mình phải chiến thắng. Còn đối với những cái bài tập mà là mình là cá nhân thì cái thứ nhất, mình khi mà mình nhận được nhiệm vụ được giao thì mình phải hoàn thành tốt nó, và mình càng cố gắng thì cái team của mình không có bị loại thì không bị thua, thì chắc chắn tất cả các thành viên đều không có bị nằm vào vòng nguy hiểm. Để mà làm cho công việc nó tốt hơn, mình sẽ phải nhìn tổng quát hơn và mình nên cố gắng đến cùng. Mình cuộc thi chưa kết thúc thì sẽ không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, mình cứ tiếp tục chạy và mình cứ tiếp tục đi như thế cho đến khi nào kết thúc, thì kết quả như thế nào đó thì mình cũng cảm thấy vui lòng với những cái gì mà mình đã thật sự bỏ ra. Chắc chắn là sẽ phải có những cái điểm mà chúng ta cảm thấy e sợ ở đối phương, đúng không ạ? Và như Thơ đã nói, đó là Hữu là một cái người rất là bình tĩnh, và có một điều rất đặc biệt nữa, đây là hai bạn có hai cái điểm rất là khác nhau, đó là việc đứng trong vòng nguy hiểm. Một người thì có thể nói là đứng trong vòng nguy hiểm nhiều nhất, còn một người thì chưa bao giờ phải đứng ở vị trí đó.